Vâng, xin chào tất cả mọi người, em xin phép được tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hương Giang. Và ngày hôm nay thì em mang đến cho chúng mình một chủ đề thuyết trình khá thú vị. Và trước khi đến với chủ đề thuyết trình của em ngày hôm nay thì em muốn đặt cho mọi người một câu hỏi rằng nếu như được điền vào chỗ trống cho cụm từ đen như ba chấm thì mọi người sẽ điền gì ạ? Đen như mực ạ. Đúng ạ, đen như than đúng không ạ? Hay là đen như mực? Hay là bạch tuộc? Đây như những sự vật mà em liệt kê ở dưới này đúng không ạ? Thế nhưng ngày hôm nay thì em muốn điền vào đó một thứ vô hình, một thứ mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được và cũng rất khó có thể nắm bắt được. Vâng, đó chính là đen như suy nghĩ của con người. Vâng, và chủ đề thuyết trình của em ngày hôm nay đó chính là suy nghĩ đen tối của con người. Vâng, và chắc hẳn là trong số chúng ta không ai có thể đảm bảo rằng trong đời chúng ta không có suy nghĩ đen tối đúng không ạ? Và theo các nhà khoa học thì bộ não của con người ước lượng sản sinh ra từ 60.000 đến 70.000 suy nghĩ mỗi ngày, và hầu hết trong số đó là những suy nghĩ đen tối tiêu cực. Và biểu hiện của một suy nghĩ đen tối thì cũng chẳng xa lạ gì, đó là khi mà chúng ta nghĩ rằng sẽ ghét một ai đó, hay là khi mà chúng ta sẽ có ý nghĩ sẽ đánh một ai đó mà mình ghét, hay là khi chúng ta cố gắng làm đủ mọi thủ đoạn để đạt được ham muốn của bản thân. Vâng, và trong cuộc sống của chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều những việc làm xuất phát từ những ý nghĩ đen tối của con người. Bởi theo thống kê của Bộ Giáo dục năm 2018 thì có tới 114 thí sinh với hơn 330 bài thi trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Hà Giang đã lột xác một cách ngoạn mục sau khi gian lận điểm thi. Vâng, và dường như những người lớn cũng đang cố gắng nhồi nhét những bài học về sự giả dối, thiếu trung thực, hèn nhát vào đầu những đứa trẻ như con em của mình. Vâng, và theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế thì đất nước của chúng ta là nước thứ 2 có tỷ lệ tham nhũng cao nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, và đất nước có tỷ lệ tham nhũng cao nhất đó chính là Ấn Độ với 69%. Và mọi người có đoán được đây là hình ảnh địa lý của đất nước nào? Nhật Bản. Vâng, đúng rồi, đây chính là Nhật Bản. Và Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ tham nhũng thấp nhất chỉ với 0,2%, và đây là một con số không đáng ngờ đúng không ạ? Và trong cuộc sống cũng có rất nhiều những con người luôn muốn tìm cách hãm hại nhau, bởi theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì có tới hơn 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em mỗi năm, và con số này thì đồng nghĩa với việc cứ 8 tiếng đồng hồ trôi qua thì lại có một trẻ em Việt Nam bị xâm hại tình dục. Vâng. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những cá bẩn này, thịt bẩn này, rồi là rau xanh không rõ nguồn gốc xuất hiện tràn lan ở các chợ hay là các siêu thị đúng không ạ? Và cái điều này thì đã dẫn tới một hệ quả rằng hàng năm nước ta có tới hơn 4.000 người bị ngộ độc thực phẩm. Và 4 ví dụ trên của em đã cho ta thấy được là suy nghĩ của con người đang ngày càng trở nên đen tối đúng không ạ? Em có liệt kê ở dưới đây là 3 hành động để giúp ta giảm thiểu bớt những cái suy nghĩ đen tối đó. Thì hành động thứ nhất đó chính là từ các lời khuyên từ các chuyên gia từ một đại học của Mỹ khuyên rằng chúng ta nên dùng một vài phút mỗi ngày để ghi ra những suy nghĩ đen tối của bản thân, và sau đó thì hãy xé tờ giấy đó và vứt nó đi. Và cách thứ hai là đôi khi thì những suy nghĩ có thể bất ngờ xâm lấn tâm trí của chúng ta đúng không ạ? Vậy chúng ta hãy học cách kiểm soát suy nghĩ mỗi ngày, và có một suy nghĩ tích cực thì sẽ cho chúng ta một ngày làm tích cực. Và hơn hết thì mỗi chúng ta cũng cần phải học cách giáo dục cho con của mình, những thế hệ tương lai của đất nước và những cái người xung quanh về những giá trị đạo đức đúng đắn để đẩy lùi những tệ nạn xã hội không đáng có. Vâng, và hãy thay đổi bản thân ngay từ trong suy nghĩ. Bởi em còn nhớ một câu nói, một nguyên tắc vàng vô cùng nổi tiếng mà Đức Phật đã từng dạy của chúng ta rằng bạn nghĩ gì thì bạn sẽ trở thành cái đó. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài thuyết trình của em, và cảm ơn anh Huy vì thứ nhất là đã cho em cùng tham gia với 2 môn, và tiếp theo là những kiến thức rất là mới mẻ và thú vị slide. Vâng, cái slide này nó hơi xíu. Slide này nó phát triển hơn nữa với khả năng mà sẽ